Thưa quý vị và các bạn, những phút cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước. Tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Harvard và là giám đốc chương trình Sáng kiến Việt Nam tại Đại học Indiana của Mỹ, Phó giáo sư Trần Ngọc Anh cho rằng vấn đề quan trọng nhất cho phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay chính là nguồn lực con người. Anh và các trí thức Việt Nam ở nước ngoài đã thành lập Sáng kiến Việt Nam và đây là một viện phân tích chính sách toàn cầu cho Việt Nam, nơi tập hợp hơn 50 nhà khoa học, giáo sư của 30 trường đại học trên toàn thế giới để cùng bàn về các vấn đề phát triển đất nước. Vâng, và nhân dịp anh vừa trở về tham gia đợt phỏng vấn học bổng lãnh đạo trẻ Việt Nam về chính sách công tại Đại học Indiana, thì một trong những chương trình hàng đầu tại Hoa Kỳ, thì chúng tôi đã mời anh đến trường quay của chương trình Chào buổi sáng hôm nay. Xin chào Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh và cảm ơn anh đã tới tham dự chương trình. Vâng, thưa quý vị, và trước khi cùng trò chuyện với Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh thì chúng tôi mời quý vị, mời anh sẽ cùng theo dõi một clip để mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sáng kiến Việt Nam là gì. Chiếm 10% trong 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, làm việc ở các trường đại học lớn, các viện nghiên cứu, các công ty xuyên quốc gia, Liên Hợp Quốc, các tổ chức tài chính lớn. Trí thức Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận vô cùng quan trọng, không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn với cả dân tộc Việt Nam. Những kiến thức, kinh nghiệm quý báu, những kỹ năng trí tuệ của các nhà khoa học đã và đang đóng góp, tạo thêm động lực quan trọng, nâng cao chất lượng phát triển đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Sáng kiến Việt Nam được thành lập để kết nối các trí thức người Việt trên toàn thế giới, đóng góp các ý tưởng cho chính sách phát triển của đất nước. Vâng, thưa anh Ngọc Anh, trở về Việt Nam vào thời điểm đầu năm như thế này thì lúc này cảm xúc của anh như thế nào? Thưa chị Thúy Hằng, tôi thấy ấm áp. Là người Việt sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, mỗi lần về Việt Nam thì thấy như là về nhà, và đây cũng là cảm giác của hàng triệu người Việt sống ở nước ngoài, được nghe tiếng Việt, được nói tiếng Việt, được nghe tiếng xe máy thì đã cảm thấy rất là thân thương rồi. Vâng, thưa anh, trong cái clip vừa rồi đi thì chúng ta đã cơ bản hiểu sáng kiến Việt Nam là tập hợp của những trí thức Việt Nam ở nước ngoài và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Vậy anh có thể nói rõ hơn về sáng kiến Việt Nam, làm thế nào để tập hợp được các cái trí thức Việt Nam ở trên thế giới và nhóm đang hoạt động như thế nào? Vâng, thưa anh, thì sau khi mà hết cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam, thì cái thế hệ Việt Nam bắt đầu được ra học nước ngoài, học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, xong ở lại thành công, thì đấy xuất hiện một cái thế hệ người Việt ở nước ngoài lần thế hệ thứ ba. Thì cái thế hệ này bắt đầu thành công. Người Việt Nam thì có một cái đặc biệt thì dù đi đâu, dù làm gì cũng hướng về đất nước. Thế thì cái chuyện mà chúng tôi tự tập hợp nhau lại nó rất là tự nhiên. Hiện nay thì Sáng kiến Việt Nam đã trở thành một trung tâm về đào tạo và nghiên cứu các chính sách phát triển toàn cầu cho Việt Nam, lớn nhất ngoài lãnh thổ Việt Nam và đặt tại Đại học Indiana. Chúng tôi có hai mảng hoạt động. Mảng thứ nhất là về đào tạo, thì chúng tôi thực hiện các cái chương trình đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách trẻ của Việt Nam, nhiều các cái chương trình khác nhau. Mảng thứ hai là mảng về nghiên cứu, thì chúng tôi có khoảng độ 50 các cái giáo sư chuyên gia từ các cái đại học lớn, rồi các cái tổ chức quốc tế, các cái tập đoàn ở Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Úc, Singapore và trong nước. Thường xuyên là chúng tôi ngồi với nhau, tổ chức các cái hội thảo, hội nghị, tranh cãi với nhau về các cái ý tưởng cải cách để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Vâng, được biết là trong cái lần trở về Việt Nam lần này thì anh sẽ tham gia tuyển chọn các lãnh đạo trẻ Việt Nam để tham gia vào cái chương trình học bổng đào tạo về lĩnh vực chính sách công. Đây cũng là chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Sáng kiến Việt Nam. Về mục đích của chương trình này là gì và anh kỳ vọng như thế nào về dự án này? Thưa anh Xuân Thảo, đây là một cái dự án rất đặc biệt của Chính phủ Việt Nam, gọi là học bổng lãnh đạo trẻ Việt Nam. Thì với cái tên như vậy, nó nhằm vào để đào tạo những cái thế hệ lãnh đạo trẻ cho tương lai của đất nước, mà chúng tôi thường gọi là những cái thế hệ kỹ trị. Kỹ trị gọi là những người có những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng, những cái hiểu biết để có thể quản trị cái nền kinh tế và xã hội của đất nước.
thì học bổng này được cái sự ưu ái đặc biệt từ phía chính phủ Việt Nam và phía Đại học Indiana chúng tôi. Thì mỗi năm chúng tôi có khoảng 20 học bổng để đào tạo ở cấp thạc sĩ, tiến sĩ vào cao cấp tại trường Đại học Indiana, khoa chính sách công, là khoa chính sách công lớn nhất của nước Mỹ. Thì chúng tôi cố gắng tìm những cái người hiện đang làm cho khu vực nhà nước mà có năng lực xuất sắc nhất. Hiện nay thì cho cái năm học vào tháng 8 năm 2016 thì cái hạn nộp đơn được gia hạn tới tới ngày 15 tháng 1 này. Như vậy là trong số các cái độc giả ngồi đây mà có ai quan tâm hiện đang làm khu vực nhà nước thì có thể vào trang web của Cục Đào tạo với nước ngoài là đối tác và là người đại diện của chính phủ Việt Nam để quản lý cái học bổng này cùng chúng tôi để tìm hiểu về thông tin học bổng này. Vâng, thưa anh, như vậy thì dự định sắp tới của Sáng kiến Việt Nam có điều gì đáng lưu ý ạ? Anh có thể chia sẻ. Vâng, thì trong cái trào lưu về phát triển hiện nay của đất nước, đặc biệt là trong vấn đề hội nhập, thì chúng tôi thường tập trung để suy nghĩ và tranh luận, đưa ra những cái đề xuất để gửi về cho chính phủ. Thì đối với nước ta thì hiện nay một trong những cái cơ hội lớn là chúng ta đang chuẩn bị vào TPP. Thì vào TPP thì nó sẽ đặt ra những cái cơ hội nhưng mà thách thức rất là khó lớn đối với đất nước. Thì chúng tôi tập trung cái trí tuệ suy nghĩ về cái vấn đề này. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh đã tham gia chương trình Chào buổi sáng. Và nhân dịp năm mới thì chúng tôi thay mặt những người làm chương trình xin được chúc anh cũng như là nhóm Sáng kiến Việt Nam sức khỏe và luôn tràn đầy nhiệt huyết để có thể tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Xin cảm ơn anh Xuân Thảo, chị Thúy Hằng, và nhân dịp đây tôi cũng xin chúc anh chị cùng với cả các cái độc giả của Đài Truyền hình Việt Nam một năm mới hạnh phúc và thực hiện được các cái hy vọng đầu năm của mình. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh cũng đã kết thúc chương trình Chào buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.